Alo, dạ em xin mến chào đại gia đình thân yêu của em. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Ngọc nha. Ngày hôm nay em xin mến chúc sức khỏe đến toàn thể đại gia đình thân yêu của mình. Và hy vọng là mọi người sẽ có những giây phút vui vẻ khi xem những clip kể chuyện của em ngày hôm nay. Bữa nay em xin phép được kể chuyện một câu chuyện về tâm sự thầm kín, một câu chuyện tâm lý xã hội có thật 100% luôn. Câu chuyện này là một cái vụ án vô cùng chấn động và bàng hoàng gây xôn xao cho cộng đồng mạng trong suốt thời gian qua. Cái câu chuyện có một cái tiêu đề vô cùng hay và bá đạo luôn. Ông chú bệnh hoạn làm 10 ngày liên tiếp khiến cháu cỡ mang bầu và kỳ kèo tiết tiền giải quyết hậu quả. Ngày hôm nay em xin phép được kể lại một câu chuyện sống động có thật này. Và qua đó thì xin mọi người cho em những cái lời comment, những cái lời góp ý bình luận bên dưới để cho em có thêm nguồn động lực để làm những clip mới nha. Thì bữa nay á, là cái câu chuyện này nó như thế này. Là có một cái chị gái này, chị có chồng và có một cái đứa con mới có 15 tuổi thôi. Nhưng mà chị lại vì cuộc sống cơm áo gạo tiền, chị phải đi sang nước ngoài để mà lao động, hợp tác lao động. Một năm thì chị mới về một lần. Thì lúc đó là chị mới để con gái của mình cho bố ở nhà chăm sóc và chị đi sang bên Nhật Bản để mà chị công tác, để mà làm công nhân, để mà xuất khẩu lao động đó. Thì sau một khoảng thời gian dài, một năm trời đằng đẵng chị về Việt Nam, chị thăm con gái, những tưởng rằng niềm hạnh phúc nó vỡ òa ra khi bao nhiêu năm trời, một năm trời chứ đâu phải ít đâu, mình về Việt Nam thì mình thăm con là chắc là mình sẽ vui lắm, con của mình sẽ rất là hạnh phúc lắm khi mà gặp được mẹ, gia đình đoàn tụ, vợ chồng con cái gặp nhau, trời ơi hạnh phúc biết bao nhiêu. Những tưởng cuộc sống chỉ êm đềm thế thôi, nhưng không, sóng gió bắt đầu nổi lên từ đây. Chị gái này chỉ về nhà thì chị thấy rằng cái bụng con gái của mình á, tự nhiên nó to lên bất thường, và chị thấy nhỏ con gái mình sao nó ăn gì nó cũng ói hết trơn á, mà nó ăn đâu nó ói đó. Thì chị cảm thấy rằng với một cái bản năng là người mẹ, với một cái giác quan thứ sáu thì chị nghi ngờ có một cái điều gì đó nó xảy ra. Thì chị mới gặng hỏi cháu bé, thì cháu bé nói rằng con không biết do con ăn không tiêu hay gì đó, nhưng mà chị nghi ngờ rằng con của mình đã có bầu. Con của mình nó chưa có chồng mà tại sao có thai, mà có thai với ai, tác giả của bầu thai là ai. Chị gặng hỏi riết mà chỉ là một người mẹ chỉ đau xót khi chứng kiến cái cảnh tượng như vậy lắm. Cho nên là chị hỏi thì bố cháu cũng không biết luôn. Thì kỳ này là chị mới dắt cháu bé này đi bác sĩ khám, thì bác sĩ mới nói là con chị đã có thai. Thì lúc bây giờ chị cảm thấy rất là hoang mang tột độ, sốc tột độ vô cùng luôn. Bao nhiêu năm trời mình đi, tự nhiên bây giờ mình về thì con của mình có thai, mà có thai với ai, ai là tác giả của bầu thai. Chị cảm thấy rằng rất là tội nghiệp cho đứa con ngây thơ của mình, và tội nghiệp cho số phận của đứa bé sau này nó phải đi đâu về đâu, và làm sao để có thể nuôi được cái đứa bé trong bụng đây, và cha của đứa bé này là ai. Chị mới nhờ không không chị không dám nhờ chính quyền can thiệp, mà chỉ mới nhờ hàng xóm, bà con lối xóm. Thì cháu bé này cũng không khai cho đến khi mà chỉ dụ dỗ, chỉ ngọt, chỉ mua đồ quần áo, chỉ mới nói ngọt với con chị, thì con chị mới bình tĩnh bình tâm lại, thì nó mới khai trong cái đêm hôm đó, nó mới nằm ngủ với mẹ của nó mới khai là cái ông chú hàng xóm đó. Đã ông chú này cũng như là 60 tuổi rồi, là tác giả của cái bầu thai này. Và khi mà chị nghe như vậy thì bắt đầu chị nóng máu lên, trời ơi cái đầu óc của chị nó quay cuồng lên. Chị mới qua bên đó và chị muốn hỏi cái sự thật nó ra làm sao. Thì cái ông chú này ổng từ chối, ổng nói rằng trời ơi, tôi đâu có biết chuyện, tôi đâu có gì, tôi làm cái chuyện động trời vậy, chị đừng có vu oan giá họa cho tôi nha. Ổng từ chối và ổng đóng cửa, ổng không tiếp chị. Chị mới về nhà chị hỏi, thì cái cháu bé này mới nói là chú lúc mà ba đi đi, đi vắng á, con ở nhà mình á, rồi sao con kể cho má nghe đi. Thì cháu bé mới kể như vậy nè, thì mà người mẹ nghe, mà nghe tới đâu thì đứt từng đoạn ruột tới đó, tội nghiệp con của mình quá, nó chưa có đến tuổi trưởng thành, con còn tuổi ăn tuổi học mà bây giờ nó phải gặp trong hoàn cảnh như vậy. Và chỉ thương thì thương con, nhưng chỉ muốn đem cái sự việc này ra ánh sáng để cho cái người đó nó phải lãnh một cái mức án gì đó nó xứng với lại cái hành động một mà người ta đã làm cho con gái của chị. Nhưng mà chị chưa biết được sự thật, cho nên không biết là khai với công an làm sao, cho nên là bây giờ chị mới hỏi cái đứa con gái mình từ từ, tại bây giờ người lạ mà hỏi nó càng sợ hơn, nó càng sợ nó không trả lời. Thì chị mới lấy cái tình thương là người mẹ đó, chị mới nói rằng có mẹ bảo vệ con đừng có sợ gì hết, không có ai dám làm gì con đâu, nó sẽ có rất là nhiều người bảo vệ và thương con, bênh vực con lắm, con đừng có lo. Thì cô bé này mới tịnh tâm, mới kể là những cái lúc á, mà bố đi 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 làm để con ở nhà mình á, thì con đang ngủ trưa vậy nè, thì cái ông chú đó, thật ra ông chú nói nghe nó hơi xa lạ, nhưng thật ra ông chú này là bà con với gia đình của chị này, chứ không phải đơn giản đâu, ông chú bà con đó, bà con trong cô dòng họ đó.
Thì không ngờ rằng cái ông chú này ổng qua bên nhà và ổng đã làm những cái chuyện mà động trời, kinh thiên động địa mà không, trời đất không thể dung thứ được. Ổng đã ép buộc chú và làm những hành vi đồi bại như vậy. Và cái cháu bé này á la lên trong tuyệt vọng, bởi vì cái sức lực của ổng mà đâu có ai mà có thể mà chống cự nổi. Cho nên là cháu bé này kêu bằng là không có biết là phải làm sao mà con nít nó tuổi ăn tuổi học nó nghe nó ổng làm xong rồi là ổng mới nói, chứ nếu mà mày nói ra là tao sẽ giết cả nhà mày. Thì cháu bé nghe vậy thì sợ lắm, đâu có dám nói cho ba nghe, sợ ba cũng sẽ bị ổng hại, cho nên là cháu bé im cái miệng luôn, không dám nói. Rồi hết lần này đến lần khác, cứ ổng canh mỗi lần mà ba của cháu bé này đi ra đường, đi chợ hay đi làm việc á, để cháu ở nhà một mình á, là ổng sẽ qua, ổng dùng gối để ổng đến cái miệng để cho cháu bé này không la lên được, và ổng thực hiện. Thì ổng thực hiện như vậy liên tục 10 ngày liên tục đó. Thì 10 ngày liên tục là cứ mỗi ngày ổng qua một lần, qua một lần là ổng làm một phát đó. Thì ổng làm ta nói không thể nào mà dung trời đất dung dung thứ được, và ổng đe dọa rằng nếu mà nói ra thì ổng sẽ giết cả nhà luôn. Cho nên là với một cái đứa bé mà chưa có hiểu về pháp luật, chưa có hiểu là những cái hành vi đó là sai pháp luật, là cái người đàn ông này sẽ bị tội, cho nên là cháu bé cứ sợ cái người đàn ông này giống như là có một cái thế lực đen tối gì đó, làm cho cái cháu bé không dám nói sự thật ra. Và khi người mẹ nghe những cái lời tâm sự của cô con gái của mình thì bà cảm thấy đau xót vô cùng luôn, nhưng mà bà phải nuốt nước mắt vào trong lòng để bà đem cái sự việc này ra ánh sáng. Bà thưa với cơ quan chức năng, bà thưa hết những cái nơi ở trong cái xã Quảng Quảng Nam vậy đó, ở dưới Quảng Nam, thành phố Quảng Nam đó. Thì tự nhiên là thấy cái vụ án này người ta im lặng mà không có em đem cái ông này ra để hỏi gì hết á, thì chỉ nghi ngờ là có một cái bàn tay thế lực đen tối mua chuộc hay sao đó. Mà tại sao sự việc này vẫn chưa được xử, mà tại sao mà cái chuyện mà con bụng con gái của chị càng ngày càng lớn lên, mà cái người đàn ông này thì từ chối trách nhiệm, mà không những nó còn không giải quyết hậu quả nữa, nó không có đưa tiền để giải quyết hậu quả, nhưng mà chỉ là do chị con gái chị quá nhỏ, cho nên là chị buộc lòng là chị không được để cho cái đứa bé này nó tiếp tục nó mang thai như vậy thì rất là tội nghiệp, cho nên là chị mới tìm cách để giải quyết. Thì chị mới kêu cái người đàn ông đó đưa tiền. Người đàn ông nó kỳ kèo nói rằng là tôi đâu có làm cái chuyện gì đâu mà tôi phải đưa, mà tiền gì tôi phải đưa cho chị. Và người đàn ông nó thể hiện một cách rất là lạnh lùng, rất là máu lạnh, thể hiện là một người đàn ông mà dám làm nhưng mà từ chối trách nhiệm, không dám thừa nhận và không dám là giúp cái cô bé này giải quyết hậu quả, vẫn để cho cái cô bé này là bụng mang dạ chữa như vậy. Và với một người mẹ thì bà cảm thấy rất là uất ức, bà mới thưa lên trên thành phố, tại vì thưa trên trong cái tỉnh thì cái làm như có sự mua chuộc hay sao, là cái vụ án này nó không có hiện lên và nó không được giải quyết, cho nên là chị mới thưa lên tòa án tối cao thành phố. Thì họ mới nhúng tay vào, thì họ mới điều tra hỏi những người nhân chứng vật chứng, thì hàng xóm láng giềng thì người ta cũng có đôi lần người ta cũng đã nghe những cái âm thanh la trong cái nhà, thì người ta cũng có phát hiện thấy người đàn ông này cũng hay lui tới cái nhà đó là những lúc mà ba của cô bé này đi vắng. Cho nên là đó là những cái tình tiết quan trọng dẫn đến là người ta biết được cái ông này là chính là cái người mà gây ra, và họ điều tra, công an họ điều tra làm sao là họ mới bắt cái người đàn ông đó chịu tội trước pháp luật. Nhưng mà mặc dù là cái người đàn ông đó đã đứng trước vành móng ngựa và chịu mức án chung thân rồi, nhưng cái nỗi đau nó để lại là rất là to lớn trong tâm hồn của trẻ con. Và cái chuyện này nó giống như là một cái vết đen ở trong cuộc đời vậy đó. Gia đình của chị này thì khi mà cái sự việc này ra ánh sáng rồi, cái người đàn ông đó đã chịu cái trừng trị trước pháp luật rồi, nhưng mà cái chị này và gia đình của chị vẫn ăn không ngon ngủ không yên, không có dám đi chợ, cũng không dám đi chơi ngoài đường, cái mặt lúc nào cũng trốn ở trong nhà, không dám lú ra ngoài đường luôn, tại vì hàng xóm sợ người ta xì xầm, người ta nói to nói nhỏ tội nghiệp con gái của mình. Cho nên là cái chuyện nó đã mặc dù đã qua rồi nhưng cái nỗi đau nó còn vẫn để lại đó, nó để lại hoài hoài luôn, chắc có thể nói là nó để lại suốt cuộc đời trong cái tâm trí của cái đứa bé và gia đình của chị. Nó giống như một cái vết thương mà không thể có thể nào, bao nhiêu tiền cũng không thể nào thoa xoa dịu được cái vết thương này, nó quá lớn đi. Giá như mà chị rất là ân hận hối hận, cái người mẹ trong câu chuyện này rất là hối hận ha, giá như mà lúc đó mình đừng có đi công tác, giá như mà mình không cần tiền, mình cứ ở đây mình làm ruộng làm rẫy, mình nuôi con mình, biết đâu được thì cái chuyện này nó không xảy ra, và mình là một người mẹ, mình sẽ bảo bọc và che chở cho con mình, thì cái chuyện này nó đâu bao giờ nó xảy ra đâu, con của mình nó đâu phải là ở trong cái tình huống này tội nghiệp cho đứa con thơ dại của mình quá. Bà ngồi bà khóc ơi là khóc luôn, tại vì bà quá quá tin tưởng những cái người láng giềng, tin tưởng cái ông chú
tin tưởng chồng của mình, cho nên là sự việc nó xảy ra như vậy. Bà cảm thấy rằng là nó là một phần tội lỗi của mình, cho nên là do là mình một người mẹ thiếu trách nhiệm cho nên nó mới xảy ra. Thì em không biết rằng cái câu chuyện này người mẹ là đáng thương hay là đáng trách, nhưng mà do là cuộc sống mưu sinh mà bà cũng phải đi làm, mà đâu có ngờ được cái thằng chú kế bên nhà nó bệnh đến, nó bệnh nặng đến như vậy và nó làm những cái hành vi như vậy. Và em xin cảm ơn đại gia đình của mình rất là nhiều vì đã lắng nghe cái câu chuyện của em ngày hôm nay nha. Mến chúc sức khỏe đến đại gia đình của mình và xin mọi người cho em những cái lời comment bình luận bên dưới để em có thêm nguồn động lực để làm những cái clip mới. Sau khi mọi người xem những cái clip của em thì mọi người cảm nhận thấy như thế nào? Tình tiết như vậy thì mọi người thấy ai đúng hay sai trong câu chuyện này thì xin mọi người cho em những cái lời góp ý nha. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha. Xin chào.